Đây nha các bạn nha, chào mừng các bạn đến với lại bơ của nhà An Nhiên ha các bạn ha. An Nhiên Fast Food nha các chế nha, tại địa chỉ 196-4 Nguyễn Thượng Hiền nha. Bên Vi là chuyên các loại bơ tươi nha các bạn nha. Bơ từ vườn cắt lên nha, đảm bảo chất lượng cho các chế, hàng cắt già để chín tự nhiên rất là ngon luôn. Đây ha, Vi giới thiệu với các chế. Đây là một cái loại bơ mà các bạn đã rất quen thuộc đối với các bạn nào mà thích ăn bơ ha. Đây là bơ bút 7 nha. Nhưng mà đặc biệt thì bút 7 ở vườn nhà Vi thì cực kỳ chất lượng nha. Vi chỉ bán hàng tuyển chất lượng cho các bạn. Đây. Đây là bút 7 ha, size VIP nha các chế nha. Đây, hàng chuẩn già luôn nha các bạn nha. Các trái ha, trái này 6-7 lạng một trái nha. Rất là đã luôn các tình yêu nha. Bên Vi bán size VIP của cái bơ bút 7 này, size VIP thì phải bán là 120.000 ha các bạn ha. Còn cái size mà 3 lạng rưỡi đến 5 lạng một trái á, 3 lạng rưỡi đến 5 lạng một trái thì phải bán 100.000 một ký nha. Cực kỳ ngon, bao ăn từng trái cho các chế nha. Bao bơ bao già ha các bạn ha. Cực kỳ già ngon luôn. Đó. Rồi, ngoài bút 7 thì hiện nay thì bên Vi đang có một cái cây sáp rất là ngon. Đây là cái cây bơ sáp ha các bạn ha, sáp dẻo. Rất là dẻo nha các bạn nha. Cây này là cây ghép ở trong vườn nên là nó không có những cái tên giống như là những cái loại bơ thương hiệu như là bơ năm lóng, bơ bút 7 ha. Hoặc là bơ Cuba thì nó vẫn chưa có cái tên. Nhưng mà nó cực kỳ sáp dẻo. Cái chất nó rất là dẻo. Nó sáp đặc luôn ha các bạn ha. Cực kỳ ngon luôn. Cái chất nó khá giống cái bơ TA21. Cái về xét về cái độ dẻo ha các bạn ha. Đây cái cơm nó khá giống cái cơm của bơ ngoại, mấy cái bơ hát, bơ pin đồ ha các bạn. Nhưng mà này nó sáp dẻo lắm, dẻo cực kỳ luôn các chế nha, dẻo cực kỳ luôn. Đó các bạn thấy ha, cái bơ này cực kỳ sáp dẻo luôn. Đó, gắn cho các chế nha. Cực kỳ ngon, các chế thấy cái độ sáp dẻo của nó ha. Rất là dẻo, nó sáp dẻo mà nó đặc luôn ha các bạn. Dẻo nghiện luôn nha, cực kỳ ngon. Rất là ngon luôn nha các chế nha. Và cái trái bên Vi á, cắt có cành lá cho các chế biếu tặng rất là đẹp. Này, tuyệt vời luôn. Nên là bạn nào mà thích thì cứ alo cho Shopee ha. Đây, các bạn có thể đến địa chỉ 196-4 Nguyễn Thượng Hiền, phường 5 Phú Nhuận nha. Đó, bơ của bên Shopee ha các bạn ha. Rất là đẹp. Chế nào thích thì cứ alo shop ngay nha.